Chào mừng các bác trở lại với kênh video của đồng hồ vang vọng. Trên màn hình của các bác đây là một chiếc đồng hồ Zula nhập Pháp. Và đây là một chiếc Zula vỏ thùng bè. Rất đẹp, hai bên có chạm trổ hai cái bông hoa như thế này. Hai bông hoa rất to, nằm rất là nổi bật chiếc thùng này. Vân gỗ nổi cũng rất đẹp các bác nhá. Và kính bên dưới là kính Ovan để lộ quả lắc chạy phía trong ra. Mặt bắt giác nằm, số nổi đen, nền vàng. Và viền số này là viền số kim loại, rất là sáng ở đây. Đây em quay xa để các bác nhìn được cái nhìn tổng quan nhất về chiếc này. Rất đẹp. Hai bên vách thùng thì còn cực kỳ nhẵn nhụi. Đây các bác nhìn này, em bên trên luôn nhé. Và bên dưới đáy. Rất đẹp. Đây là một chiếc Zula mặt bát giác nằm, số nổi em đánh giá là còn đẹp. Đây, cái phần cánh cửa người ta gia cố rất là chắc chắn như thế này, thêm một cái khung chạy dọc cánh bè. Đây. Thùng bên trong thì chúng ta còn đầy đủ các phụ kiện như là ốc bắt chốt tường, tất cả cây lên cót tích tắc rất là đều. Đây ta còn một cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Em xoay lên phần trên nhé. Máy Zula ba vách vàng ươm các bác nhé. Và đây là một chiếc máy to. Đây, máy rất to, vàng ươm. 8 côn thép rất là dài. Và 8 búa chơi bản West Minter. Mỗi bên 5 phút. Bây giờ em sẽ test chuông để các bác nghe luôn này. Âm thanh rất là ngân các bác nhá, đến bây giờ vẫn còn ngân này. Đó, rất đầy đủ, chiếc này thì còn rất là đầy đủ từng cái vít, từng cái chân chống máy như thế này. Đây là cái khóa cái gông lại khi mà ta di chuyển đi đâu đó, nó còn nguyên ở đây thì người chủ cũ người ta rất là giữ. Bỏ thùng bè rất đẹp. Và đặc biệt là cái nền vàng mặt số nổi càng làm cho cái phần chính diện này trở nên nổi bật hơn. Đẹp lắm. Nhìn rất là đẹp. Đây. Chốt vít khóa cái cửa lại. Đồng hồ vang vọng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.